Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay giải mây dông gây thời tiết xấu trên khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn còn tồn tại nên mưa rào và dông mạnh vẫn duy trì, làm tầm nhìn giảm và trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy kết hợp với đới gió Tây Nam cường độ mạnh cấp 5 giật cấp 6. Vì vậy, các hoạt động hàng hải trên vùng biển này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Xu hướng trong 24 giờ tới thì vùng xoáy thấp nằm giữa khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền sẽ dịch chuyển về phía Tây nên thời tiết xấu trên vùng Vịnh Bắc Bộ được cải thiện dần. Những cơn mưa có xu hướng giảm và chỉ còn xuất hiện nhiều trong đêm nay. Đến ngày mai thì trời giảm mây và mưa chỉ còn xảy ra rải rác nên tầm nhìn tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh có dấu hiệu giảm đi. Trên hầu khắp khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, các vùng biển ven bờ phía nam và khu vực Vịnh Thái Lan vẫn thịnh hành theo hướng gió Tây Nam với cường độ trung bình, nên tại đây tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên thì trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa bị hạn chế. Tàu thuyền cần lưu ý khi đi lại qua các khu vực này. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thì trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, trên khắp vùng biển này, thời tiết vẫn có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang ngày mai thì quá trình mưa giảm dần, chỉ còn có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở vùng biển phía Tây của khu vực. Thời tiết giảm mưa dông, gió có hướng Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Do vậy, bớt gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên vùng biển này. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, tại đây gió thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4 có lúc cấp 5, thời tiết cũng đang có xu hướng tốt dần lên. Đêm nay thì trời còn có mưa dông nhưng ngày mai thì mưa giảm, tầm nhìn trở nên thông thoáng hơn, sóng biển không cao nên tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trở lại trên vùng biển này. Xuôi xuống vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai thì gió tại đây cũng thổi đều theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình, thời tiết tương đối ổn định, sóng biển không cao, tầm nhìn thoáng nên bà con ngư dân có thể đánh bắt hải sản trên khắp vùng biển này. Ngoài ra thì du khách có thể yên tâm tắm mát trên những bãi biển trong xanh của khu vực như là Nhật Lệ, Cửa Tùng, Thuận An, Lăng Cô và cả bán đảo Sơn Trà. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, trên khắp vùng biển này gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, tầm nhìn thông thoáng, sóng biển cao dưới 2 mét nên thuận lợi cho hoạt động khai thác đánh bắt cũng như là du lịch. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, tại đây gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Sóng biển tại đây cũng cao dưới 2 mét. Ban ngày trời có nắng với tầm nhìn xa thoáng. Đến chiều tối thì mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên hầu như không ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông trên biển. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thịnh hành trên khu vực biển này vẫn là trường gió Tây Nam với cường độ ổn định khoảng cấp 4. Tuy nhiên thì mây đang có xu hướng phát triển nhiều hơn, mang đến những cơn mưa rào và dông cho khu vực, nên tầm nhìn xa bị hạn chế và phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải ở vùng biển này. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam duy trì cường độ trung bình. Tuy nhiên trời cũng khá nhiều mây, mưa xuất hiện rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km trong mưa. Do vậy, chủ các tàu thuyền cần chú ý giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa trở ra vùng biển phía Bắc thì mưa dông có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Gió chuyển dần sang hướng Nam đến Đông Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió trên vùng biển này cũng có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ trung bình. Ở phía Tây của vùng biển thì thời tiết tương đối thuận lợi, tuy nhiên thì bà con ngư dân cần tránh di chuyển về phía Đông của khu vực do tại đây thời tiết có mưa, dông và gió giật mạnh khá nguy hiểm. Ngoài ra thì bà con cần chú ý theo dõi sát các bản tin thời tiết biển để chủ động phòng tránh thời tiết xấu có thể xảy ra trên vùng biển này vào một ngày vành tới. Còn tại khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, gió thịnh hành tại đây theo hướng Tây Nam nhưng mà có xu hướng tăng dần về cường độ, có thể đạt đến cấp 5 nên đôi lúc sóng biển sẽ lên cao sấp xỉ hoặc là trên 2 mét. Trời nhiều mây hơn và có mưa nên tầm nhìn bị hạn chế, phần nào gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc quý vị và bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.